Dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh gồm kho lạnh, vận tải lạnh tại Việt Nam còn nhiều dư địa để khai thác tiềm năng và phát triển. Tuy nhiên hiện nay thị trường kho lạnh chủ yếu của các doanh nghiệp nông thủy hải sản quy mô nhỏ với mức độ ứng dụng công nghệ thấp. Đây là vấn đề đặt ra tại hội thảo chuỗi cung ứng lạnh cho Việt Nam do Hiệp hội Logistics Hà Nội, Hiệp hội chuỗi cung ứng lạnh Đài Loan và Viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp Đài Loan tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 8 ngày hôm qua tại Hà Nội. Nếu thực hiện tốt chuỗi cung ứng lạnh, thời gian sử dụng của hàng hóa sẽ được kéo dài lâu hơn gấp 2 đến 3 lần so với điều kiện bình thường. Tỷ lệ hàng hóa bị hư hỏng cũng được giảm xuống 60 đến 70%. Tuy nhiên, hiện nay thị trường kho lạnh chủ yếu của các doanh nghiệp nông thủy hải sản quy mô nhỏ với mức độ ứng dụng công nghệ thấp. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến hao hụt sau thu hoạch cả về số lượng và giá trị hàng hóa, cũng như điểm hạn chế tiềm năng xuất khẩu cho những sản phẩm này. Hiệp hội Logistics Hà Nội mong muốn Hiệp hội chuỗi cung ứng lạnh Đài Loan với bề dày hoạt động trên 30 năm sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực sản xuất thiết bị, dịch vụ kho lạnh và xe tải lạnh và các hoạt động liên quan đến chuỗi cung ứng lạnh giúp hàng hóa của Việt Nam có giá trị và hiệu quả kinh tế cao hơn. Về phía Đài Loan cho rằng, hợp tác logistics chuỗi lạnh sẽ đóng vai trò quan trọng cho quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Đài Loan, với nền tảng tốt về công nghệ và giải pháp quản trị dịch vụ logistics các đối tác đài loan sẽ thúc đẩy quá trình xanh hóa hoạt động logistics ở việt nam bao gồm các hoạt động chuyển giao công nghệ đầu tư vốn đào tạo và phát triển hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường